Xin chào tất cả các bạn Hôm nay thì mình tiếp tục quay trở lại với video về thiết bị chống xét cho nguồn điện một chiều Tức là nguồn điện DC Thì nó sẽ hoạt động như thế nào và cách nắp đặt ra sao Thì ở trên tay mình đây đang có một thiết bị chống xét dành cho nguồn điện một chiều Thì nó có các ký hiệu như sau N cộng PE và L trừ sau đây mình sẽ cho các bạn xem một cái sơ đồ về thiết bị chống xét nguồn điện một chiều này. Thiết bị chống xét nguồn điện một chiều này thường hay áp dụng cho các nguồn điện sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời. Như các bạn đã có thể quan sát thấy ở đây, mình đã vẽ sơ đồ đơn giản dành cho nó. Thì đây là tấm pin năng lượng mặt trời. Thì nó sẽ được nối xuống như sau, nó sẽ đi qua một cái át tổng, sau đó là xuống cái thiết bị chống xét này trước tiên là sợi dây màu đỏ tức là cực n cộng ở đây chúng ta sẽ nối cực dương vào đây nha các bạn rồi cái sợi dây màu đen mình vẽ tương ứng ở đây là chúng ta sẽ nối với n trừ đây nó sẽ bắt xuống đây tương ứng với ký hiệu l trừ ở trên thiết bị chống xét nguồn điện một chiều này đó thì ở giữa cái đường dây này các bạn có thể nắp đặt thêm một cái át tổng Từ tấm pin xuống nó sẽ đi qua một cái át tổng Sau đó là nó sẽ đi xuống cái thiết bị chống xét này nhá Để trong quá trình chúng ta sửa chữa và chúng ta nắp đặt nó dễ dàng hơn Hai cái sợi dây nối tiếp từ cái thiết bị chống xét này đi xuống đây Chúng ta sẽ nối vào tải Tải ở đây có thể sử dụng là bộ sạc cho ác quy này hoặc là biến tần hòa lưới năng lượng mặt trời cái ký hiệu PE này thì chúng ta sẽ nối xuống đất đấy để cho nó truyền dẫn những cái xung của xét xuống đất nha các bạn thì à, cách hoạt động của cái thiết bị chống xét này thì nó cũng rất là đơn giản các bạn hiểu đơn giản như sau khi xét đánh vào tấm pin năng lượng mặt trời hoặc là hai cái đường dây cực dương và cực trừ này thì nó sẽ được đi xuống cái thiết bị chống xét này nó sẽ đi xuống hai cái cực này sẽ tương ứng trong cái thiết bị chống xét này nó sẽ có một cái van nhận biết và nó sẽ mở cái nguồn điện sau khi nó nhận biết là cái nguồn điện này quá cao tức là nguồn điện cao áp từ hai sợi dây đi xuống thì cái van đó nó sẽ nhận biết và nó sẽ mở để cho cái nguồn điện cao áp đó dẫn xuống đất để đảm bảo bảo vệ cho thiết bị. Trong cái thiết bị chống xét này thì nó có một cái dạng linh kiện các bạn hiểu đơn giản là nó sẽ tự động nhận diện. Khi nguồn điện cao ví dụ là tầm khoảng 1000V từ xét đánh xuống thì cái van này nó sẽ mở ra và nó sẽ dẫn xuống đất để bảo vệ thiết bị khi a không đánh nữa thì nó sẽ tự động nó phục hồi lại. Nó sẽ mở và nó sẽ đóng để cho các thiết bị này hoạt động trở lại bình thường. Cái này thì nó sẽ đóng cắt với một cái mức độ rất là nhanh nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ đưa ra một số ví dụ như sau. Ví dụ tấm pin năng lượng mặt trời của các bạn cung cấp nguồn điện xuống tầm khoảng 72V. Rồi nó sẽ dẫn xuống cục sạc và sạc cho ắc quy. Trong khi đó nguồn điện của Tset nó sẽ lớn hơn, khi đánh xuống nó sẽ rơi tầm khoảng từ 500 cho tới 1000 V. Thì cái thiết bị chống xét này nó sẽ tự động nhận diện và nó sẽ mở cái nguồn điện đó đi xuống đất để bảo vệ cho cục sạc của các bạn. Cái thiết bị tải phía sau này của nó thì mình sẽ giải thích như sau. Cái tải phía sau của nó thì có thể là một cái hòa lưới năng lượng mặt trời hoặc là một cái máy sạc cho ắc quy đấy khi tia đánh xuống thì cái thiết bị trong xét này nó sẽ bảo vệ cho cái máy sạc của các bạn không bị cái tình trạng là bị cháy nổ hoặc là bị gây nỗi kể cả những cái hòa nới năng mặt trời thì cũng như thế nó sẽ không gây nỗi cái biểu tượng màu xanh lá cây ở đây tức là nó hiển thị ở trên cái thiết bị trong xét này là nó đang trong quá trình nó hoạt động Tức là nó khi nó hoạt động còn tốt thì nó sẽ có biểu tượng màu xanh lá cây Còn khi nó hỏng rồi thì nó sẽ có biểu tượng màu đỏ Khi có biểu tượng màu đỏ là chúng ta cần phải bỏ cái thiết bị chống xét này đi vì nó bị hỏng rồi các bạn Đó Ở đây thì mình sẽ đưa cho các bạn xem một số những cái thực tế mình đã lắp đặt, đặt nhé Đây là hình ảnh thực tế mình lắp thiết bị chống xét dành cho điện xoay chiều thì nó cũng không khác điện một chiều cho lắm để có tác dụng như thế. Đây là hình ảnh thiết bị mình nắp thực tế dành cho nguồn điện một chiều. Thì nó cũng đi qua cái át tổng như thế này. Đây là cái át tổng nhá Và sau đó nó sẽ đi tới cái thiết bị chống xét này. Trong quá trình xảy ra sự cố khi xe đánh thì cái thiết bị này nó sẽ có một phần nào đó phòng chống và bảo vệ cho tất cả các thiết bị tải phía sau của các bạn được an toàn. Video ngày hôm nay một phần nào đó sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống khi các bạn đang sử dụng tất cả các thiết bị nguồn điện một chiều, sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời hoặc là nguồn điện xoay chiều thì nó sẽ hữu ích cho bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhiều nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.